Bảo. Dạ. Bảo. Ê, đi đâu mà vội mà vàng thế? À, em hết ca rồi mà. À, ừ nhờ. Dạ. À, à, Béo, Béo, anh lại nhờ tí. À, bác này. Dạ. Sắp tới quán mình sẽ tổ chức một hội thao. Ai là người khỏe nhất, người giành giải nhất ấy, sẽ được thưởng 5 triệu. 5 triệu anh? Ừ. Thế thử thức như nào anh nhỉ? À, đơn giản thôi là về sức khỏe. Vâng. À, mình demo, mình thử tí nhá. Vâng. À, bây giờ em cộng cái bạn này. À, chạy quanh cái gốc cây này một vòng thôi. Được không? Ôi, làm ngay. Rồi. Nhanh luôn. Trời. Bắt đầu đi anh. Hay. Anh gọi em ạ. Này, cầm máy nhá. Anh đang live trực tiếp đấy. Trời. Ngon lành anh ạ. Ngon lành canh đào nhờ. Vâng. Cởi cái ba lô ra cho nó dễ thở. Ôi giời. Ăn thua gì, em ngoài sức khỏe còn cả sức bền luôn anh. Ôi giời. Con lợn 80 cân này ăn thua thế. Quả này ấy, kiểu gì ấy, chú trả ăn 5 triệu nhờ. Đồng hồ của tao sao lại nằm trong túi của mày? Ơ, chết thở nhỉ. Sao đồng hồ anh lại nằm trong ba lô của em nhỉ? Cách đây mấy hôm ấy, mày bảo hết tiền, mày vay tao 2 lít để mua sim. Đâu ra mà nhiều tiền thế? Mày ăn trộm ở trong quầy thu ngân đúng không? Không có anh ơi. Em có ăn trộm gì đâu. Mày định qua mặt tao đến bao giờ nữa hả bác? Mày quên mất rằng ở trong quán này chỗ nào cũng có camera. Mày quên mất rằng nơi đây là hội tụ những mảnh đời bất hạnh nhưng đầy sự tử tế. Thế mà mày. Thôi anh ơi, em xin anh cho em giải thích ạ. Anh ơi, thú thực với anh là thằng em trai của em ôn thi đại học nó căng thẳng quá nên là tim nó bị co thắt lồng ngực, bây giờ nó đang nằm cấp cứu ở trong viện. Em xin anh làm phước anh tha cho em lần này. Em hứa là từ giờ em sẽ làm không công để em chuộc lại cái lỗi lầm này anh ạ. Quá muộn rồi. Mày đã hết cơ hội để sửa sai. À, anh ơi. Anh ơi, dạ, thú thật với anh là ngoài thằng em của em đang bị đau tim, co thắt lồng ngực cấp cứu ra thì em ở quê nhà vẫn còn bố mẹ nghèo khổ nữa. Anh ơi, em xin anh, lúc nào anh cũng nói là anh luôn thương những người nghèo khổ. Để anh làm phước, anh tha cho em lần này ạ. Cái bọn cùng khổ ấy, là cái bọn đáng bỏ đi hết. Sao tao phải thương? Ừ? Còn cái loại mày ấy, phải vào tu, cải tạo lại nhân cách thì mới làm người được con ạ. Xin xỏ xin mãi rồi, rốt cuộc có tha nhau hay không? Hả? Đây mới là bản chất thật của cái thằng lưu manh, đầu trộm đuôi cướp này. Tao enjoy cái moment này. Ông cất hết cái đống roi đống mận của ông đi. Có tha hay không nói thẳng luôn một câu. Đến giờ phút này thì tao hết thẩm quyền để tha cho mày rồi. Tao đã báo công an. Tí nữa các đồng chí đến đây thì mày quỳ xuống mà xin các đồng chí ấy. Ông khóa luôn cái mõm của ông vào nhá. Sáng sủa tối sủa không biết mệt à. Mở mồm ra là đạo lý. Mấy cái câu chuyện để lòe người khác bằng toàn những cái câu chuyện ông bịa ra thì có cái chó gì. Xong rồi để lừa cái bọn fan cứng nó đến đây, nó uống cà phê để làm giàu nó quán cà phê của ông, đúng không? Thằng này biết hết cái mánh khóe của ông rồi. Ông chả thực tế cái chó gì đâu. Khá lắm thằng nhoi ạ. Chúng nó ngu ấy thì chúng nó chết thôi.
Chứ tao có ép buộc chúng nó đến quán cà phê của tao để uống đâu. Trình của mày ấy còn lùn, còn xanh lắm. Cho nên cái cuộc đời của mày ấy, nó phải khổ nhục như thế này đấy. À đây rồi, các đồng chí đến rồi. Vâng, chào anh. Vâng, chào các anh. À, thưa các anh, thằng này đã ăn trộm đồng hồ của em, ăn trộm tiền thu ngân của em. Tí nữa em còn trích xuất camera để cho các anh nhìn thấy. À, không những thế, em còn quay. Mày vẫn đăng like đấy à? Vâng, anh bảo em quay mà. Mày. Ôi trời. Toàn gạch đá này. Ôi trời, toàn chửi đấy. Chào anh em 47 nhá. Chỉ là cái sự hiểu lầm thôi. Từ nãy đến giờ là tôi đang tập cái chương trình văn nghệ cho cái buổi biểu diễn sắp tới của quán. Thôi chào anh em nhá. Đề nghị anh tắt điện thoại, chúng ta làm việc. Dạ. Dạ vâng. Em tắt luôn ạ. Đây có phải là người mà anh đã tố giác tội phạm không? Dạ, chính hắn ạ. Đề nghị anh đứng dậy. Các anh ơi, em bị ông này gài ạ. Để xác minh làm rõ. Bây giờ tôi mời hai anh và tất cả những người liên quan về trụ sở công an phường chúng ta giải quyết. Dạ vâng ạ. Mời anh, mời các anh. Ông mà không cứu tôi ra nhá, tôi sẽ bóc mẽ ông với toàn thiên hạ biết. Xin mời anh. Cái bộ mặt thần của ông như nào?